Hello ạ, tiếng Anh sẽ bài thầy. Nghe câu chào tiếng Thái chắc hôm nay các bạn đã biết mình dẫn các bạn đi đâu rồi đúng không nè? Vì mình học tiếng Thái để đi thi Miss Grand làm đại danh cho đất nước. Còn mình học lỏm tiếng Thái chỉ để đi ăn đồ Thái. Nói chung là tiếng Thái và đồ ăn Thái có một sức hút rất lạ lùng đối với mình. Điều thú vị hơn nữa là được ăn đồ ăn Thái trong một không gian rất Việt Nam. Mình nghĩ ai đến đây cũng sẽ có cảm giác rất là hoài cổ. Vì Spy Thai được nằm trong một khuôn viên của villa xây theo kiểu Pháp, không gian tầng 1 có hơi chật chội một xíu tại vì gần có bếp và ngoài ba, nhưng mà không gian trên sân thượng mình đảm bảo với các bạn rất thoáng mát và dễ chịu. Hôm nay là ngày chạy thử đầu tiên của quán, để có một vị trí đẹp mà không phải chờ đợi lâu về đồ ăn thì mình đã nhanh trí order đồ ăn trên fanpage trước. Đúng thật đời không như là mơ và toàn chuyện bất ngờ, mình đã tranh thủ đến sớm vì sợ quán sẽ đông. Nhưng thôi, bếp lại lên đồ ăn rất chậm, mỗi món cách nhau 20 đến 25 phút, có món thì 30 phút. Tổng vị chi cho tất cả các món hôm nay mình phải đợi là một tiếng. Theo ý kiến riêng của mình thì các món ăn được nêm nếm gia vị không được xuất sắc, cho món mì bạc Thái cộng thêm nước sốt thì mới đủ đậm đà. Phần tôm ở trong món gỏi tôm tái Thái và ở trong lẩu Thái thật sự là không tươi, thịt nhúng lẩu thì bị sơ, mực thì có mùi, nói chung là không có cái gì còn tươi nữa. Hay về phần nước lẩu thì nó lạ lắm mọi người ơi. Món mà các bạn nên thử đó là thác sườn cay, thịt thì mềm, gia vị nêm nếm vừa vặn và có một xíu cay nhẹ. Còn xôi xoài tặng kèm khá là ok, nhưng mà như các bạn quên mang cho mình nước dừa hay sao á, không biết các bạn nào có trải nghiệm giống mình không ta, hay là do nhân phẩm của mình chưa được tốt lắm nên ông trời thử thách mình. Đây cũng chỉ là trải nghiệm và nhận xét của riêng mình, còn các bạn thì sao? Chúc các bạn một trải nghiệm thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.